Hello, xin chào mọi người, và em là Long đến từ showroom Tokyo Auto có địa chỉ tại số 18 phố Hoàng Quán Chi, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay đây thì em sẽ in phép là sẽ không quay riêng từng xe nữa nhá. Vì lượng xe đợt này đang về rất nhiều, mọi người nhìn qua cho em, full hết cả nhà từ trên xuống dưới rồi. Đấy thì hôm nay là thể theo nguyện vọng của khá nhiều anh em về cái dòng xe sedan hạng C của thương hiệu Hàn Quốc mọi người nhé. Khi nhắc đến sedan hạng C của Hàn Quốc thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến đó là những chiếc xe thương hiệu Kia, như là Kia Cerato này, hoặc là Kia K3 form mới nhé, hoặc là Hyundai Elantra. Thì hôm nay thì em Long xin phép là sẽ cập nhật nhanh cho mọi người nguyên một dàn xe chỉ toàn là Cerato, chỉ toàn là K3 và Elantra thôi. Em Long xin phép là sẽ cầm cái catalog này lên thì để giới thiệu kỹ cho anh em luôn là về đời xe từng xe này, về km, về giá cả chi tiết từng xe. Thì anh em nào chúng ta quan tâm thì có thể tham khảo với em Long. Và mọi người quan tâm riêng chiếc xe nào nhé, đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi riêng cho em Long để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Rồi, và chúng ta cùng nhau đi với em từ những chiếc cuối cùng nhé. Như ở phía dưới này đây thì em Long đang có một chiếc Kia Cerato bản máy 2.0, bản Premium, sản xuất là 2020 mọi người nhé. Em này thì là màu đen. Đó, màu đen rất đẹp. Như chiếc này của em đây thì xe mới lăn bánh được có hơn 40.000 cây thôi, và đang trong cái khuôn tài chính khoảng tầm là 525 triệu mọi người nhé. Đấy, và trên dưới một xíu nữa mọi người ạ. Đó, còn bên này thì em có một chiếc Kia K3 bản máy 2.0, bản Premium, sản xuất là 2022, màu trắng. Em này thì lăn bánh được 41.000 cây và đang trong cái khuôn tài chính khoảng tầm là 600 lùi mọi người nhé, 600 lùi thôi anh em ạ. Đó, rồi còn hai chiếc này của em thì cũng đều là hai chiếc K3 bản 2.0 Premium, sản xuất là 2022, màu đỏ. Ê, tính ra bây giờ nhé, 22 nhé, em đang có đủ cả 3 xe luôn này, màu trắng, màu đỏ luôn. Thì hai chiếc màu đỏ này của em thì một chiếc là chạy được 45.000 cây, còn một chiếc là lăn bánh được là 29.000 cây mọi người nhé. Và hai xe này thì đang trong cái khuôn tài chính khoảng tầm là, đây rồi, đang trong cái khuôn tài chính cũng khá dễ chịu thôi. 600 quay hết mọi người nhá, 600 quay đầu hết thôi. Đấy, anh em nào mà đang có khuôn tài chính 600 quay mà thích K3, mà đặc biệt là form mới và là bản Premium nữa thì cân đối qua mấy chiếc này với em nhá. Đi được hẳn là 2.0 đấy mọi người ạ. Còn bên này đây thì em có một chiếc Kia Cerato bản 2.0 Premium, sản xuất là 2020, màu đỏ mọi người nhá. Đấy, chính ra màu đỏ này em đang có chiếc này, đó là chiếc duy nhất trong nhà luôn đấy mọi người ạ. Chiếc màu đỏ của em sản xuất là 2020, lăn bánh được 42.000 cây và cũng đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là trên dưới 525 triệu đó mọi người nhé. Và những cái giá anh Long đưa ra thì anh em yên tâm là đã có bao xăng tên lăn bánh rồi, nên là anh em đến xem nhé, chúng ta chỉ cùng nhau thương lượng với nhau từ cái mức giá đấy xuống thôi anh em ạ. Đó, rồi còn bên này đây thì với khuôn tài chính khoảng tầm 500 thôi nhé, thì anh em nào mà đang thích một chiếc Cerato bản 2.0 thì em có đời 2019 này. Đấy, chiếc này của em là màu đen, lăn bánh được có 41.000 cây thôi và đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 500 mọi người nhá, 500 trên dưới rồi anh em ạ. Đó, rồi còn bên này đây thì em có một chiếc Cerato nữa, bản máy 2.0, bản Premium, sản xuất là 2023 mọi người ạ, lăn bánh được 25.000 cây. Thì đây là chiếc 2023 duy nhất tại nhà em mọi người nhá. Bình thường là anh em nhìn thấy là K3 chúng ta sẽ có được 22 thôi, nhưng chiếc này của em tận 23 luôn, nó cao hơn một đời thôi. Thì em này thì đang trong khuôn tài chính là hơn 600, và cụ thể nó khoảng tầm là trên dưới 620 mọi người nhá. Chỉ có trên dưới 620 là anh em đi tận được 23 rồi. Còn bên trong này đây thì em có một chiếc Hyundai Elantra bản máy 2.0 GLS này, xe sản xuất là 2019 mọi người nhá. Em này của em 2019 lăn bánh được 58.000 cây và cũng đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là trên dưới 500 thôi. Đấy, em này sẽ ngang ngang tiền với cả con Cerato 2019 màu đen này mọi người ạ. Đó. Và phía trên này em Long còn thêm một chiếc này nữa. Chiếc này của em thì nó tiệm cận với xe mới luôn mọi người nhá. Đó là chiếc Hyundai Elantra bản 1.6 đặc biệt, xe sản xuất là 2024 luôn mọi người ạ. 2024 màu đen, lăn bánh được có 800 cây mọi người, mọi người không nghe nhầm đâu, 800 cây. Em này thì em đã có clip riêng về nó rồi. Còn nguyên siêu ni lông dây bóng, xe mới như thế nào, chiếc này còn nguyên xi như vậy luôn. Và hiện tại bây giờ thì như chiếc này đây, em đang mong muốn trong cái khuôn tài chính cũng khoảng tầm là trên dưới 630 triệu đâu mọi người nhá. Đấy, tính ra thì như em này thì em tự tin luôn là đang tiết kiệm so với xe mới gần 100 triệu luôn đấy mọi người ạ, khoảng tầm 70-80 triệu đấy. Em này lăn bánh mới bây giờ vẫn là hơn 700. Đó. Và vừa rồi là phần cập nhật nhanh qua về những chiếc xe thuộc thương hiệu hạng C của thương hiệu Hàn Quốc tại nhà em. Thì anh em nào mà chúng ta có quan tâm đến chiếc xe nào nhá, Cerato này, K3 này, hay là Elantra, thì mọi người đừng ngần ngại nhé, nhấc máy lên và gọi riêng cho em Long qua số hotline dưới màn hình. Chắc chắn là khi mọi người gọi đến cho em sẽ có mức giá tốt nhất và sẽ có hỗ trợ tốt nhất cho mọi người nhé. Xin chào mọi người ạ.